Hồi 11 giờ 30 phút, tàu Hòa An 1, số đăng ký HP5767, trọng tải 1.232 tấn, nằm neo chờ thủy triều vào luồng tại khu vực gần phao số 0 luồng Diêm Điền, đã bị chìm và có hiện tượng tràn dầu ra biển. Ngay sau khi nhận được tin, thì đồng chí Lại Văn Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đã về chỉ đạo công tác khắc phục sự cố. Theo báo cáo của Cảng vụ Hàng hải Thái Bình, hơn 7 giờ sáng nay, đơn vị đã nhận được thông tin từ tàu Hòa An 01, trọng tải trên 1.200 tấn, trên tàu có 6 thuyền viên và một giám định viên, chở 1.077 tấn dầu đeo, nằm neo chờ thủy triều vào luồng. Do thời tiết mưa rông, sóng to gió lớn đã bị nước đánh tràn vào hầm mũi tàu, làm mất hệ thống điện, không còn khả năng điều động. Đến 9 giờ, tàu Hòa An 01 đã được tàu Tân Cảng 28 kéo vào khu vực gần phao số 0, tuy nhiên tàu đã bị chìm lúc 11 giờ 30 phút. Các lực lượng đã phối hợp cứu hộ thành công 6 thuyền viên và một giám định viên, hiện sức khỏe đều ổn định. Do thời tiết xấu, sóng to gió lớn nên công tác cứu nạn tàu đang gặp khó khăn. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận việc các lực lượng đã nhanh chóng triển khai các biện pháp cứu nạn ban đầu. Đồng chí yêu cầu các cơ quan đơn vị liên quan đến công tác cứu nạn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng tỉnh trong việc ứng phó với sự cố, phòng ngừa tốt, không để hiện tượng dầu lan gây ô nhiễm trên diện rộng. Phải thường trực phương tiện thiết bị để khi thời tiết thuận lợi sẽ tiến hành hút dầu nhằm ngăn chặn triệt để dầu tràn. Đồng chí giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì nắm bắt thông tin kịp thời, báo cáo tình hình cũng như đề xuất với Ủy ban Nhân dân tỉnh các biện pháp ứng cứu phù hợp.